nhìn là tôi biết bạn hát hay rồi. Ngồi xuống hát hay sao trời, mặt vô tường. Tại vì sao tôi chọn bạn? Tại vì tôi ghét là bạn dán mí giả. Không, em, cái này là chị nói thiệt tình chị luôn nha. Thật sự là hồi nãy là đầu tiên là chị nói em hát hay đúng không? Anh nói em hát nhưng hay mà tại vợ họ chăm không chịu số 4 là cứ ra cãi qua cãi lại. Chị nói lại số 2 thôi. Em chứ phải là chọn số 4. Đầu tiên là Trấn Thành. Anh chọn số 4. Chọn số 2 đầu tiên là nó vui vẻ nói này luôn. Chứ chị lúc đầu là chị không có nói vậy. Lúc đầu là chị chọn số 4 thôi. Em hiểu không? Anh chọn số 4 nha. Em ơi, cái bà này anh chọn số 4. Cái vấn đề ở đây em phải nghe chị nói. Cãi cho một hồi rồi anh mới đưa em ra. Đây là Trấn Thành đầu tiên, là Trấn Thành chọn em đầu tiên. Thời gian kết thúc. Tôi sẽ mời đội Trường Giang cho biết trước cái kết quả của các bạn như thế nào. Số 5. Số 5. Tôi chọn trước em. Rồi. Tôi chọn. Tại sao lại chọn anh bất động sản của tôi? Chốt lại. Đội anh bắn chim đi, anh bắn chim. Họ chọn chim. Số mấy? Chọn chim. Chọn chim hay đó, chim hay đó. Anh bắn chim, chim của tôi hay. Chứ bộ. Hay à, ông bắn chim hay đó. Số 2. Hay đó. Số 2. Vui vậy nướng. Vui vậy nướng. Chim đi, bắn chim đi. Anh dạ, chọn dê, em chọn chim. Em chọn chim thôi. Quả chữ, quả chữ. Chọn dê nha. Thôi khỏi đâu đâu. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Chị Vân ơi, chị Vân ơi, những con người, những con người sao? Chị Vân, những con người trên trái đất này có làm gì làm lỗi với em à? Số mấy? Bây giờ nè, đó, bé nó thích chim thì mình chọn bây bà dê. Nhưng mà bây giờ quan trọng là đa số phải thắng tiểu số, đúng không? Bây giờ tôi là chọn số 2 đó. Thôi, em Thành cũng chọn số 2. Như vậy chúng ta quyết định đáp án cuối cùng của đội Trấn Thành là số 2. Còn cái gia đình mà nhoi từ nãy tới giờ nè nha. À, bên đòi bắn chim, bên đòi dê. Bây giờ thử coi dê đủ trang với nhau, em có chọn đâu á. Thôi đi, cái con okay, người okay, kia. Ok, coi như là em nhận đó, em nhận đó. Đó, bây giờ mới hiểu bạn bè thân là chỗ nào đúng không Trang? Em muốn bè chọn thôi chứ không phải bạn. Gia đình để đoàn kết với em. Em muốn chọn đâu, thu Trang phải okay, em muốn chọn. Ok, ok, ok. Thôi mình nhận. Nhớ có lại. Sao mà đẻ trứng hoài vậy trời. Xin mời giọng ca bí ẩn số 2. Cái cậu này sẽ hát hay á. Nếu mà dựng phim là phải có thẩm âm tốt để đẩy âm nhạc vào hợp lý. Nhưng gương mặt này, khẩu hình này khi phát ra âm thanh có thể bạn ấy là người hát ổn chứ chưa phải là hay. I do my drama down on Madden Hill. I do my drama down on Madden Hill. You know that gypsy with the gold cap too. She got a plan down on 34 and buy. Selling little bottles of love potion number 9. I told her that I would fly with Jack. Come on, go! I've been the crazy Nazi and Nazi say. See Lulu get my time, I did mad and mad did die. Say what you need, the bottle cup. The bottle number 9. Nói tiếng gì ạ? Tiếng Huế, không phải tiếng hành tinh của anh. Anh đi về chỗ ngồi xuống. Vừa hát hay, vừa dễ thương. Đúng rồi. Tôi nhìn là tôi biết bạn hát hay rồi. Ngồi xuống, hát hay sao trời? Mặt vô tường. Tại vì sao tôi chọn bạn? Tại vì tôi ghét là bạn dán mí giả. Không, em, cái này là
là chị nói thiệt tình chị luôn nha. Thật sự là hồi nãy là đầu tiên là chị nói em hát hay đúng không? Em nói em hát hay đúng không? Nhưng mà tại vợ họ chấp không chịu số 4 là cứ rạch phải qua cái là chị nói lại số 2 thôi. Em phải anh chọn số 4. Đầu tiên là Trấn Thành. Anh chọn số 4. Cái bạn chọn số 2 đầu tiên là nó vui vậy này luôn. Chứ vậy lúc đầu là chị không có nói vậy. Lúc đầu là chị chọn số 4 thôi, em hiểu không? Anh chọn số 4 nha. Em ơi, cái bà này anh chọn số 4. Cái vấn đề ở đây em phải nghe chị nói. Cái một hồi rồi anh mới đưa em ra. Trấn Thành đầu tiên là Trấn Thành chọn em đầu tiên. Trấn Thành nói em là không có hai đầu tiên. Cái gì là tôi vậy á? Là em hay rồi. Nhưng mà hai cái con bây giờ gọi đi, gọi đi, gọi đi. Không thể tin được, không thể tin được những nghệ sĩ của Việt Nam, những người đang ở trong showbiz, không thể tin được. Đây không phải là đầu mối chợ Bình Điền. Ok, bây giờ đã lỡ rồi thì bây giờ mình làm bóng cho em đi. Không phải cái này. Em xin phép mấy anh chị cho em nói trước. Là hồi nãy là chị đầu tiên là chị khen em hát hay thiệt, đúng không? Là em nghe chị nói là đi xem chị. Đi xem chị. Ừ đi. Trấn Thành. Cái gì? Ô, đi về. Ô tôi đi xe kìa em nói chị. Đi về. Ô tôi đi xe. Cái vấn đề ở đây là hồi nãy Võ Hạ Trâm á không chịu chọn số 4 cho nên nó cuối chị cùng á cả cho vừa cho vừa cho vừa đây là trời phạt cho những hành động sai trái. Chúng ta không thể tin được đây là showbiz, đây không phải là đầu mối chợ Bình Điền. Xin nhắc lại, tôi đề nghị tất cả những con người mang danh nghệ sĩ hãy có lòng tự trọng. Nghệ sĩ hãy có lòng tự trọng. Không phải đâu nghe rồi, em ơi, em thấy gì em mà thiên hạ đại loạn không em hả? Bây giờ em nói cho mọi người biết đi. Né né giùm anh cái đi. Cái con người nhỏ bé xinh đẹp mát hay này hả, tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm nghề gì mà làm cho bao nhiêu con người nghệ sĩ đây là muốn lộn ra luôn vậy? Dạ, em xin chào tất cả mọi người có mặt trường quay và tất cả các vị ban giám khảo ở đây ạ. Trời ơi, cái giọng quá ngọt, cái dễ thương, cái giọng như Cẩm Ly vậy, thiệt dễ thương, ngọt ngào. Sao nó chê người ta kêu tác giả? Ai vậy, ai chơi vậy, đưa chê tác mặt liền. Chê cầu á. Cho em nói, tên gì, bao nhiêu tuổi cưng? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Minh Tân, hôm nay 19 tuổi ạ. Minh Tân 19 tuổi thôi, tác hay gì đó. Nở lòng nào chê tác giả. Sinh viên trường gì cưng? Dạ, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ồ, trường Kinh tế. Nó không có liên quan tới âm nhạc ở trên đội á. Em tha thứ cho anh. Mặc dù anh biết là sừng em nó đã quắn rồi, thì có nghĩa là em đã tha thứ cho anh. Nói chung là ok, sorry người hãy quay về. Nói chung chị cảm thấy rất là tiếc bởi vì hai cái con người còn lại đã chọn em. Nhưng mà chị cảm thấy vui bởi vì em đã hát được một ca khúc rất là hay, gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây. Chị cảm động quá. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay đến đây á, mình mở mang được nhiều điều đúng không? Mình vui có nè ha, mình được hát, mình được thể hiện nè. Rồi bên cạnh đó mình còn biết được cái mặt trái của showbiz nữa em. Những con người mà ngày đêm em coi trên tivi, em ngưỡng mộ họ đúng không? Đó. Thì bây giờ em thấy đó, họ thay trắng thay đen này kia dễ sợ không em? Có mình là chân thật nhất thôi nha. Đó. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Trên sân khấu còn 5 người và 5 nhân vật này sẽ đi đến vòng 2 với chúng tôi.